tính năng constact booster trên iOS 17 sẽ giúp việc nhận các cuộc gọi thêm phần thú vị. iOS 17 vừa được công bố đầu tháng này có tính năng constact booster dành cho màn hình chờ nhận cuộc gọi. với constact booster Apple hướng tới việc định hình lại cách người dùng xem và tương tác với các liên hệ của mình. Tính năng này cho phép người gọi tùy chỉnh hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình chờ cuộc gọi của người nhận. Hình nền chờ này có thể được cá nhân hóa với nhiều hình ảnh, phong chữ và biểu tượng, giúp cuộc gọi tới sinh động hơn. Các hình ảnh được Apple gọi là poster, toàn màn hình sẽ hiển thị cho các cuộc gọi đến, tin nhắn văn bản và cuộc gọi FaceTime. Chúng cũng được tích hợp vào bản chia sẻ iOS 17 và hoạt động với các ứng dụng gọi điện của bên thứ ba chẳng hạn như WhatsApp. Với chế độ xem trước toàn màn hình, người dùng chỉ cần lướt qua điện thoại là biết được ai đang gọi cho mình. Những người dùng có thể chia sẻ con Start Poster của mình với người khác một cách dễ dàng thông qua một tính năng mới mang tên NameRub. Cách thức hoạt động của NameRub tương tự như AirDrop nhưng có phần đơn giản hơn khi chỉ cần chạm hai chiếc iPhone hoặc iPhone với Apple Watch